Dạ, Hiếu Phan mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong vùng nước trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu. Nội dung trong video này thì Hiếu xin cập nhật một cái thông tin cũng khá là thú vị mà từ chiều đến giờ thì báo chí cũng loan cái thông tin này, đó là cái thông tin có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Trước khi vào nội dung, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình, luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Thì báo chí có đăng một cái thông tin cho rằng là ông Nguyễn Quang Tuấn, 32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng, đã có đơn để mà gửi lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để mà đề nghị được đặt tiền nhằm đảm bảo thay thế biện pháp tạm giam cho mẹ được tại ngoại để điều trị bệnh, thưa vị khán giả. Thì để Hiếu chia sẻ cái thông tin này từ báo chí gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết, và sau đó thì chúng ta cùng nhận định nhé. Thì quý vị nghe cái video này thì quý vị cho Hiếu ý kiến về cái trường hợp này như thế nào. Thì báo chí có đăng như thế này: con trai bà Nguyễn Phương Hằng đặt 10 tỷ đồng xin cho mẹ được tại ngoại. Con trai bà Nguyễn Phương Hằng vừa có đơn đề nghị đặt 10 tỷ đồng nhằm đảm bảo thay thế biện pháp tạm giam cho mẹ được tại ngoại để điều trị bệnh. Ngày 24 tháng 10, ông Nguyễn Quang Tuấn, 32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng, có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đặt tiền nhằm đảm bảo thay thế biện pháp tạm giam cho mẹ được tại ngoại để điều trị bệnh. Đơn của ông Tuấn trình bày như sau: theo hướng dẫn tại điều 7 thông tư liên tịch số 06/2018/TT-LT-BCA-BQ-P-BTC, Tòa án Nhân dân tối cao ngày 7 tháng 8 năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 về các điều kiện được áp dụng biện pháp ngăn chặn đặt tiền để bảo đảm để thay thế biện pháp tạm giam quy định tại Điều 122 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tôi nhận thấy mẹ tôi có hội đủ các điều kiện như sau: phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, có địa chỉ cư trú rõ ràng. Trước khi bị bắt, mẹ tôi có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan, tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện. Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm. Hành vi của mẹ tôi không thuộc các trường hợp không được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm. Ngoài ra, ông Tuấn còn trình bày, bà Hằng hiện đang mắc các bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, tiền đình, thiếu máu, tim cục, bộ rối loạn, lipid máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung, phải thường xuyên điều trị thuốc gần chục năm nay. Đồng thời, bà Hằng là người chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi và hai con nhỏ, là người đang điều hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp với rất nhiều người lao động. Thì đọc tới đây chúng ta cùng nhìn nhận lại cái khúc này. Thì theo những gì mà ông Tuấn con bà Hằng nói á, thì hiện tại bà Hằng bị mắc rất là nhiều bệnh ở đây, thưa vị khán giả. Thì để xem là bà bệnh cao huyết áp, rối loạn lo âu, tiền đình, thiếu máu, tim cục, bối rối loạn lipid máu, rồi mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung, quá trời bệnh rồi, thưa vị khán giả. Bà này bệnh nhiều quá. Và cái trường hợp đặc biệt của bà ở đây nữa, đó là bà là người chăm lo cho người mẹ già của mình 90 tuổi và hai đứa con nhỏ của bà. Thì vị khán giả cảm thấy như thế nào? Đó, ông Tuấn viết tiếp là: do vậy tôi làm đơn này xin được đặt số tiền đảm bảo là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho mẹ tôi cho đến khi kết thúc vụ án, ông Tuấn viết trong đơn. Trước đó thì ông Tuấn cũng có đơn gửi đến cơ quan tố tụng của công an thành phố Hồ Chí Minh xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt và xin cho mẹ mình được tại ngoại. Sau đó bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục gửi đơn tới cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại. Trong đơn bị can bà Hằng trình bày như sau: bản thân có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Đó, đó là cái đoạn mà báo viết về cái con trai của bà Nguyễn Phương Hằng á, là đặt 10 tỷ để đảm bảo là cho bà Nguyễn Phương Hằng
tại ngoại để mà điều trị bệnh đó thưa vị khán giả. Thì vị nhận xét như thế nào về cái trường hợp của bà này? Đó. Và tiếp theo là bà Nguyễn Phương Hằng, như vị cũng đã biết rồi, bà ấy bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 về tội như lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Lần kết luận điều tra gần đây thì bên phía cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng từ giai đoạn tháng 3 năm 2021 đến khi bị khởi tố bắt tạm giam tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh trên các nền tảng mạng xã hội như là YouTube, Facebook, TikTok để thực hiện các buổi live stream. Bà Hằng bị cho là đề cập đến nhiều nội dung, nhiều vấn đề cá nhân của người khác. Cơ quan điều tra xác định các buổi live stream đó bà Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số người. Đơn cử như bà Nguyễn Thị Hoanh, tức ca sĩ Quy Oanh, ông Nguyễn Võ Hoài Linh, tức danh hài Hoài Linh, bà Đặng Thị Hàn Ni, tức nhà báo Hàn Ni. Còn đối với cụ Lê Tùng Vân thì không thấy báo chí liệt kê tên ở đây thưa vị. Bà ấy cũng xúc phạm thầy ông nội, cụ Lê Tùng Vân rất là nặng nề đúng không ạ? Đó thì chúng ta cũng đã nghe qua từng cái live stream của bà rồi. Thưa vị thì chúng ta cũng cảm thấy rất là bức xúc đối với cái bà này. À, nhưng mà hiện tại đây thì quý vị cũng đã biết là bà ấy cũng đang bị tạm giam tại trại giam T30. Thưa vị khán giả, thì qua quá trình điều tra bà Nguyễn Phương Hằng cũng có khai báo là những cái thông tin mà có liên quan đến đời tư của những người khác đó, trong đó có một số cá nhân như là bà đã nói trên mạng xã hội là bà tham khảo qua báo chí cũng như là nằm mơ đó, thì những cái sự việc đó thì bà Hằng cũng đã thừa nhận các cái thông tin này đã rõ nguồn gốc là chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực, nhưng mà bà ấy vẫn lên trên mạng xã hội nói như là đúng rồi vậy đó thưa vị khán giả. Thì quý vị nhận định cái trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng này như thế nào? Nếu mà bà Nguyễn Phương Hằng được gia đình á, đặc biệt là con trai của bà đặt 10 tỷ để cho bà tại ngoại điều trị bệnh á, như ông này nói là do bà Nguyễn Phương Hằng bị phạm pháp lần đầu thưa vị khán giả. Như vậy thì ở trường hợp của Thiền Am Bình Bộ Vũ Trụ thì cũng phạm pháp lần đầu, nhưng mà đối với Thiền Am Bình Bộ Vũ Trụ thì đó là một trong những cái vụ án còn rất là nhiều ẩn ý ở đây, có thể là quan sai đây thưa vị. Nhưng mà đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta cũng đã thấy rất là rõ ở trên sóng livestream bà đã lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm lợi ích tổ chức cá nhân, rồi chửi bới người này người kia tất cả các kiểu hết. Thì đối với bà là một cái tội danh rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà khổ một cái là bà ấy thì có tiền bạc có của thì có thể là đặt 10 tỷ để mà bảo lãnh bà tại ngoại để mà điều trị bệnh, còn ở Thiện Am thì không có tiền thì phải làm sao đây hả quý vị khán giả? Thì chúng ta chỉ cần còn chờ đợi một cái phép màu đối với đại gia đình Thiện Am ở trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới mà thôi. Đó, chứ không có còn cầu mong gì khác hết, bởi vì Thiện Am hiện tại cũng đang rất là khó khăn, mà luật sư thì cũng đang đi tìm tất cả những bằng chứng, chứng cứ và những người có liên quan để mà họ xuất hiện tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 2 tháng 11 sắp tới đây để minh oan cho Thiện Am Bình Vũ Trụ. Chứ còn nói về vấn đề mà tiền bạc giống như bà Nguyễn Phương Hằng á, thì Thiện Am xin thua, không có đủ 10 tỷ để mà bảo lãnh đâu, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng chỉ cầu nguyện là xin trời Phật phù hộ cho đại gia đình Thiện Am thoát qua được cái kiếp nạn và được minh oan trả tự do cho các thầy cô. Còn trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta còn chờ đợi là bên phía cảnh sát công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều tra như thế nào, cũng như là viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có chấp nhận cái mức 10 tỷ này của con bà Nguyễn Phương Hằng hay không. Thì đó là thời gian thì Hiếu sẽ cập nhật cho vị được biết vào những thông tin tiếp theo. Rất mong là vị khán giả khi xem video này để lại một cái bình luận nhận xét cho nội dung, bấm một like tặng cho Hiếu cũng như một đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe Hiếu chia sẻ. Và một lần nữa cuối video, mến chúc tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Còn bây giờ, cho Hiếu xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất.